Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món thịt nạc chay mình gam với nước mắm. Thì món này làm xong á, bên ngoài giòn, bên trong á, thì dai ngon béo bùi từ nấm dưới khoai môn. Và khi ăn có vị ngọt, vị mặn và vị cay nhẹ. Thì ăn cùng với cơm trắng rất là ngon cơm. Hoặc là mình để vô bánh mì, ăn cùng với bún, bánh hỏi đều rất ngon á. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có một củ khoai môn với 200g nấm kim châm, ớt, ngò gí và 50g bột năng, 20g bột chiên giòn, dưới 3 thìa canh nước mắm chay, một ít đường, một ít hạt nêm chay và một ít tiêu xay, nếu mình dùng thêm 2 thìa canh tương ớt. Nấm kim châm thì mình sẽ tách ra. Thì nấm mình cũng đã cắt cái phần gốc ở dưới rồi, khi tách nấm ra xong hết ngâm dưới nước muối. Còn đến phần khoai môn thì mình đã gọt cái phần vỏ bên ngoài rồi nha các bạn. Giờ dùng cái bàn bào á, bào ra những cái sợi mỏng và nhỏ. Thì các bạn có thể thay thế bằng khoai lang hoặc là khoai tây. Còn đây là phần nấm kim châm mình rửa sạch, giờ cắt ra những cái khúc cho ngắn lại. Rồi mình sẽ đâm cho cái nấm kim châm này tơi ra. Thì nếu các bạn không đâm á, mình có thể để vô máy xay á, rồi xay cho vừa nhuyễn cái phần nấm. Thì phần nấm như gì cũng được rồi. Mình cho hết cái phần khoai môn đã bào sợi vô chung với nấm để trộn làm cái phần thịt nạc chay nha các bạn. Rồi cũng cho hết phần bột năng vô, dưới để bột chiên giòn vô hết luôn. Mình thêm vô đây là tiêu xay. Dưới hạt nêm một ít đường. Và nước mắm cho thơm. Mình cũng cho vô một ít dầu ăn để lát khi tạo hình á, thì sẽ dễ tạo hình hơn. Rồi trộn cho tất cả đều. Thì nếu như các bạn thích cái miếng thịt nạc chay khi làm xong á, có độ dai không á, thì mình sử dụng bột năng thôi hoặc là bột bắp. Còn thích cái miếng thịt nạc chay có độ giòn á, thì mình thêm vô một ít bột chiên giòn như gì. Thích giòn hơn thì mình có thể thêm nhiều hơn á. Thì giờ tất cả mình trộn cũng đều rồi, giờ sẽ đi tạo hình cái miếng thịt nạc chay. Mình cho một ít dầu ăn vô trong chảo và trước khi chiên á, thì mình sẽ tạo hình cái miếng thịt nạc chay. Mình tạo những cái miếng cho nó hơi mỏng như vậy, các bạn có thể tạo những hình dáng khác nhau. Và khi để cái miếng thịt nạc chay vô để mình chiên á, thì mình sẽ sửa lại để cho ngay và bằng phẳng. Mình làm cái miếng thịt nạc chay mỏng như vậy á, thì khi mình chiên á, nó rất là giòn nha các bạn. Thì giờ mình sẽ chiên cho vàng đều tất cả hai mặt. Thịt nạc chay này thì mình sử dụng thêm cái khoai môn bào sợi để cho ra cái miếng thịt nạc chay béo bùi ngon. Thì cũng trở bề đều lại. Và miếng thịt nạc chay thì như vậy cũng vàng đều hai mặt rồi. Và giòn á, mình sẽ gấp ra giấy thấm dầu. Tiếp tục mình sẽ chiên những miếng còn lại.
Mình sẽ đi nấu cái phần sốt nước mắm. Mình cho hết nước mắm vô trong nồi, với mình để hết cái phần đường vô hết luôn. Và tương ớt thì các bạn có thể thay thế bằng tương cà, dầu màu điều hoặc là ớt bột. Gầy thêm vô đây một ít nước lọc, khuấy cho gia vị tan đều, sẽ nấu cho cái sốt nước mắm này sôi lên và kẹo lại. Thì phần sốt đó thì cũng sôi lên kẹo lại, mình nêm nếm gia vị thì cũng vừa ăn rồi. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình. Khi phần sốt đã nguội thì mình sẽ quét lên trên cái miếng thịt nạc chay. Thì mình làm cái phần sốt nước mắm riêng như vậy rồi mình mới quét lên miếng thịt nạc chay nha các bạn, để cho cái miếng thịt nạc chay á giữ được cái độ giòn, không có quá bị mềm á. Thì các bạn thích mềm thì mình có thể để trực tiếp cái miếng thịt nạc chay vô trong cái chảo nước sốt đó, rồi mình xào qua xào lại. Xong mình sẽ cắt miếng ra cho các bạn xem nha. Thì miếng thịt nạc chay khi cắt ra bên ngoài giòn, còn bên trong mới thì dai ngon tươi lắm. Thịt nạc chay mình cũng làm xong rồi, giờ đem ra dĩa cho các bạn xem nha. Món thịt nạc chay này á thì mình sẽ ăn cùng với cơm trắng á, rất ngon cơm. Bên ngoài thì giòn, còn bên trong á thì béo bùi, ngon từ nấm như khoai môn á. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.